nha. Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC trên băng tần 18.12 tại miền Nam California, cũng như trên hệ thống Galaxy 19 toàn các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Điều Ngự đã nhận được rất nhiều sự đồng hành và ủng hộ vô cùng quý báu của tất cả quý khán giả gần xa đã đến và tham dự rất đông đảo cho những chương trình khác nhau của Trung tâm Sinh hoạt Điều Ngự. Thì ngày hôm nay tại phim trường của đài IBC, Tuyết Nha rất hân hạnh được tiếp chuyện với hai vị đã cống hiến hết thời gian, tâm sức và hết lòng cho Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Điều Ngự. Đó chính là giáo sư Vân Bằng và đạo hữu cô Mai Tuyết An. Dạ, Tuyết Nha xin trân trọng kính chào cô ạ. Dạ, xin chào quý cô. Xin kính chào Tuyết Nha. Chào Tuyết Nha. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài IBC. Dạ, chào Tuyết Nha và chào quý khán giả của đài IBC. Dạ. Quý khán giả đài IBC. Dạ vâng, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà con có thể thấy được là sự ủng hộ đông đảo của quý vị khán giả từ khắp nơi, quý vị đồng hương đến và tham dự nhiều lớp học khác nhau, nhiều cái chương trình khác nhau. Thì thưa quý cô, thưa giáo sư Vân Bằng, có thể cho Tuyết Nha và quý khán giả được biết là những cái lớp học như vậy thì mình sắp xếp như thế nào, và quý vị ghi danh đông đảo như vậy thì quý cô cảm giác như thế nào ạ? Cảm ơn em. Dạ. Thưa quý khán thính giả của đài IBC, chúng tôi rất là cảm động và vui sướng được thấy cái sinh hoạt của trung tâm bắt đầu một cách rất là khả quan, và mọi người rất là vui vẻ. Để xin chị Mai Tuyết An nói một vài lời về cái ngày đầu tiên của mấy cái lớp học nhé. Vâng, xin mời cô. Cái ngày đầu tiên là tôi lại bắt đi ao thao, thành ra tôi đi dự ngày hôm qua. Vâng. Nhưng mà tôi vẫn theo dõi, các bạn bè vẫn kể là quá đông đi. Mới cái lớp hồi trước mình chịu trù rồi 30-40 người, ai nhà ghi danh tới gần 100 người. Dạ. Rồi các bà tới học vui vẻ. Vâng. Tôi cũng khuyến khích họ như thế này, đừng có ngại cái tuổi lớn. Cái lớp này rất là vui. Là tại sao cô Vân Bằng cô chọn cái Anh ngữ, cái đề tài là Anh ngữ thực dụng, tức là thực dụng cho tất cả chúng ta, cho mọi lứa tuổi. Yeah. Chúng ta những người có thể đã biết tiếng Anh giỏi nhiều, nhưng mà quên những cái giao tiếp thông thường. Thành ra khi mình đi chợ, mình gặp người Hoa Kỳ, hoặc là mình đi đường, mình hỏi direction mình không biết. Vâng, vâng. Hoặc là mình đi travel, mình không tiếp xúc được. Và yeah, có những cái quan trọng là khi nhà có người bệnh, mình gọi 911. Yeah, họ hỏi mình không biết nói như thế nào. Yeah. Rất là nguy hiểm. Đúng. Thành ra cô Vân Bằng không phải dạy ESL ngay từ đầu không, mà dạy những cái gì thực dụng nhất cho đời sống chúng ta. Thành ra rất là hay. Thành ra tôi thấy đó hay quá, tôi cũng xin volunteer để yeah, vừa giúp cô Vân Bằng vừa giúp cho các học viên. Vâng. Mà mình được học hỏi trở lại. Thành ra tôi rất là vui vẻ và tôi rủ thêm bạn bè, tôi rủ bồ cũng đông. Yeah. Cảm ơn chị Huyết An. Và thưa quý vị, yeah, cái lớp mà đầu tiên mà khai trương những sinh hoạt của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo tại đây là cái lớp cười. Yeah. Nghe thì buồn cười phải không em? Yeah, đúng rồi. Mọi người không có quen. Vâng. Với lại cái việc cười. Nhưng mà đó là một cái thể dục. Vâng. Để làm cho phổi nó nở ra. Ừ. Vì mình cười, mình lấy thêm oxygen, dưỡng khí. Yeah. Vào phổi. Thành ra khi mà dự cái lớp cười đó, nó vui lắm. Ừ. Ai cũng buồn cười quá mà thành ra cười thật. Yeah. Nhưng mục đích chỉ là cười ha 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 ha. Và vung tay vung chân theo cái kiểu dưỡng sinh đó. À, vâng. Dạ. Thành ra 500 cái cười trong một ngày nó sẽ giúp mình có cái sức khỏe mà mình mong muốn. Dạ. Nhưng mà phải làm đều đều mỗi ngày. Tại đây thưa quý vị chỉ đến có một lần một tuần, nhưng mà từ đó mình biết cách để mình làm, và chúng tôi làm rất là vui. Thì đó là một lớp cười. Lớp thứ hai mà được kế tiếp với lớp cười vào ngày thứ ba là cái lớp yoga. Thưa quý vị, hơn 40 người trải cái chiếu. Yeah. Ra ở trong hội trường của Chùa Điều Ngự, tập với lại một cô huấn luyện viên người Persian. Thì
lúc đầu cũng hơi khó, nhất là cho các quý vị hơi cao tuổi một chút thì hơi khó, người của mình hơi cứng. Nhưng mà có lẽ là phải kiên nhẫn một chút. Thì cái lớp yoga cũng rất là hấp dẫn. Và thành công. Rồi ngày hôm qua là cái lớp Anh Văn do tôi phụ trách. Và cái lớp luyện thi quốc tịch buổi chiều. Rất tốt đẹp. Tôi xin bổ túc vô mấy cái lớp yoga hay cái lớp cười đó. Cái lớp cười đó cũng là một cái phương pháp rất là khoa học. Những cái nhà khoa học ở đây họ có nghiên cứu hết rồi. Những bác sĩ Lý Quốc Bằng cũng áp dụng đó thôi. Cái lớp yoga cũng thế. Tất cả chúng ta đều cái mục đích là tập cho nó khỏe. Và nhất là những người Phật tử. Những cái động tác của yoga đó nó activate, nó giúp cho những cái luân xa của mình nó hoạt động tốt hơn. Nó ảnh hưởng giúp cho những người mình tu đạt tới trình độ cao hơn. Ngày xưa Đức Phật cũng có tập yoga. Cái yoga nó là mấy ngàn năm rồi. Nó cũng là một cái đạo. Và giúp cho chúng ta, những người tu, những người học có sức khỏe, tập có sức khỏe, và cho những người tu rất là tiến bộ. Thành ra lứa tuổi nó tập được. Thí dụ những cái động tác mà mình không thể nào 100% như những người trẻ. Thì 50, 60 cũng được, cũng tốt, bởi vì để khỏe mà. Thành ra tôi cũng mời các quý vị già cứ nên tới tập, rất là vui. Không ngại gì cả. Em thích đều có lợi cả. Lúc đầu tiên ngồi như là ngồi thiền. Xong rồi lúc sau cùng nhắm mắt. Tĩnh tâm lại. Rất là dễ thương. Tại vì tôi đã từng tập yoga cả hơn 10 năm nay rồi. Lúc đó là yoga nó chưa có popular như bây giờ. Bây giờ nó còn free nhiều, chứ hồi xưa tôi phải đóng 800 đồng một năm xuống tận ở dưới gần biển hot yoga để tập cái đó. Thì đối với cái lớp này hả chị hả? Không tốn chỉ tiền. Có một phải mua một cái mát thôi. Nên theo cái thảm cho mình thôi. Không tốn tiền gì hết. Đó mà được những giáo sư ngoại quốc dạy nữa. Quý hóa vô cùng. Đó mà mình tập thoải mái, tự do. Tập tới đâu hay tới đó, tập tới đâu khỏe tới đó. Chứ đâu có nhất thiết mà đúng 100%. Tại vì ai cũng lớn tuổi thôi. Từ nữa. Tăng nó rất là hay. Cứ đi tới tập cho nó vui, cho nó khỏe. Ở nhà là nó bệnh. Mà mình không có ngờ là quý vị cũng có thể dẻo như vậy đó. Nhiều quý vị dẻo lắm cơ. Và tôi nhà để ý là có một số vị nào mà chưa có gặp người được á, thì chính vị mà giảng dạy, chính cô giáo là tới để mà hướng dẫn rồi gấp bụng như thế nào, rồi hướng dẫn trực tiếp cho từng người luôn, rất là chu đáo. Thì quý vị có thể thấy là đã đến tập là Hoàng đã đến để chúng ta có cái sức khỏe nè, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó. Rồi còn được thêm cái yoga để cho thân tâm của mình nó tỉnh lại. Thì còn quý hóa biết bao nhiêu mà hoàn toàn miễn phí. Chưa kể đó là, thưa quý vị, khi mà quý vị tới đây, quý vị đã ở tại cuộc sống Hoa Kỳ và mong muốn đã được vào quốc tịch để có được những cái benefit của một công dân Hoa Kỳ, mà không biết phải điền đơn như thế nào, cũng không biết là lo lắng với học cả 100 câu hỏi ra sao, thì ở đây Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Điều Ngữ sẽ có những cái lớp dạy để cho chúng ta hoàn toàn yên tâm để đi phỏng vấn. Và không chỉ vậy, những cái lớp học mà giao tiếp vô cùng quan trọng, thưa cô. Con để ý là một số những nơi bên ngoài họ dạy á, là họ dạy theo cái ngữ pháp văn phạm nó rất là cứng nhắc. Đúng vậy. Và thật sự mà những người quý vị cao niên hay là kể cả tuổi trẻ cũng vậy, đi ra đường cần cái giao tiếp nhiều hơn. Rất là cần cái giao tiếp. Thật ra thì với cái kinh nghiệm của tôi dạy học chắc là cũng 50 năm đó. Thì mình biết là người Việt Nam cần chú ý về những cái điểm gì để mà nói tiếng Anh cho nó khả quan hơn đó. Thành ra là cũng tốt. Và tôi nhận được nghe đó là những quý vị mà tới học các lớp mà anh Văn ở Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Điều Ngữ với sự hướng dẫn của giáo sư Vân Bằng á, và giáo sư Trần Thị Tư Hiền. Thì chia sẻ là không phải chỉ có học suông mà có những cái cách nói qua lại, rồi thêm những câu chuyện để cho hào hứng trong lớp, phải không ạ? Mình cố là làm sao cho vui. Đúng rồi. Mình
học không những để cho chính mình mà giúp cho người khác luôn. Dạ. Thành ra tôi đã yêu cầu quý vị ở trong lớp đó, những người nào khá tiếng Anh rồi đó, có thể coi như là mình đến để mình giúp cho những người không có đó bằng mình. Đúng rồi, thành ra là mà lại chia sẻ như một cái sinh hoạt chung. Dạ. Ở trong một cái không khí thật là ấm cúng. Dạ đúng vậy. Và nhiều quý vị thì nói là ở nhà cũng buồn, giống như là cô Mai Tuyết An nói về ở nhà cũng buồn, mà khi đến đây là có thể quen biết thêm được nhiều người, rồi có thêm sức khỏe, rồi cuộc sống nó vui tươi hơn, rồi giúp đỡ lẫn nhau cũng vui lắm, phải không thưa quý cô? Ngoài ra mình còn cái lớp luật pháp nữa thế nha. Ồ dạ đúng rồi, đó lớp rất là quan trọng. Rất là nhiều người Việt Nam chúng ta không có nhiều cái hiểu biết về mặt luật pháp, tại vì học đụng tới luật pháp là thấy nó khó khăn vô cùng. Dạ mà cũng đâu có ai tư vấn cho mình miễn phí đâu, phải không ạ? Chỉ có là trung tâm sinh hoạt cộng đồng điều ngữ có những cái lớp học về luật pháp, như là lớp hình luật sơ đẳng 1, xóa án hình sự, rồi chương trình phụ giúp điền đơn xóa bỏ án tù hình sự luôn. Vâng. Dạ rất là nhiều những chương trình do những vị luật sư, những vị chánh án nổi tiếng trong cộng đồng sẽ giúp đỡ và phụ trách. Dạ. Thưa cô. Dạ. Dạ. Đến và chủ nhật tới đây là chúng ta sẽ bắt đầu cái lớp đầu tiên. Lớp đầu tiên. Vâng. Và chưa kể là từ người lớn mà con nít thì trung tâm sinh hoạt cộng đồng cũng lo luôn cho các em bé luôn, phải không ạ? Để mang nụ cười đến cho các em mùa trung thu nữa. Dạ. Xin mời cô. Dạ. Chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi rất là vui để được tổ chức cái tranh vẽ trung thu và cái cuộc thi này cho các em từ 6 tới 15 tuổi. Thì mong là các em sẽ có một cái ngày thật là vui cho cái buổi trung thu. Xin cái chi tiết chị cho biết nhé. Chúng ta có 3 lớp tuổi, từ 6 tới 9, 9 tới 12 và 12 tới 15. Và sẽ có 3 cái phần thưởng, 1, 2, 3. Giải nhất là 300. Giải nhì là 200. Và giải ba 100, với một giải khuyến khích là 50 đồng. Năm đầu tiên chúng tôi mới khởi đầu thì mình bắt đầu ít khiêm nhượng. Tại vì chưa có được khả quan lắm về phương diện tài chính, nhưng mà hy vọng là mỗi năm chúng ta đều khá hơn và tiện giả. Tại vì bất cứ một tổ chức nào cũng vậy, thì vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà với cái quyết tâm, với những cái tâm tư của những người vô lương tia đây, thì chúng tôi sẽ cố gắng hơn nhiều. Thành ra ngay mới có 2 tháng thành lập thôi mà đã dự định tổ chức lớp học, đã khai mở rồi. Rồi cái lớp thi cho các em vào trung thu này nhằm cái dịp đó. Chúng tôi cũng cố gắng để mà làm cho nó tốt đẹp hơn nữa. Là ngày mấy ạ thưa cô? 22 tháng 9. Dạ, vâng. Thứ bảy. Dạ vâng. Từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều thì phát giải luôn. Tại vì các em chỉ vẽ trong 2 tiếng đồng hồ. Từ 10 giờ đến 12 giờ các họa sĩ nổi tiếng trong cộng đồng của chúng ta sẽ chấm giải ngay tại chỗ trong 3 tiếng. Và 3 giờ chiều là phát giải luôn. Và thêm một câu hỏi nữa, đó là nếu như mà quý vị đang nghe đài IBC và rất là háo hức muốn được tham gia vào những lớp học, thì không biết là bây giờ xin ghi danh nữa hay là xin tham gia nữa có được hay không ạ? Dạ, thì bây giờ chúng tôi vẫn còn nhận ghi danh cũng được. Chúng tôi chỉ chấm dứt khi đủ 100 thí sinh. Đó, và như bây giờ cũng hình như phân nửa rồi, hơn phân nửa rồi. Vâng. Ngoài những giải thưởng mà các em đạt được thì tất cả chúng tôi cũng sẽ có một món quà nhỏ nhỏ, hay là bánh trung thu, hay là lồng đèn. Lồng đèn cho các em. Đúng như cái ý nghĩa của ngày Với thu. Lại dù rằng chỉ có 12 em trong 3 lớp tuổi được giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, nhưng mà tất cả những em dự thi đều sẽ có cái certificate of appreciation, tức là cái bằng khen, để cho cái khuyến khích cái sự tham dự thi của các em. Và do đó chúng tôi rất là mong quý vị sẽ gửi đơn ghi danh thật là sớm để cho ban tổ chức có thể chuẩn bị những cái bằng khen thật là chu đáo và thật là tốt đẹp cho tất cả quý vị. Và ngoài cái cuộc thi vẽ
thiếu nhi trung thu á, thì nếu mà quý khán giả muốn ghi danh cho những lớp yoga, lớp học Anh văn hoặc là những lớp học hình sự này kia thì vẫn tiếp tục nhận phải không thưa cô? Vâng, dạ vâng. Xin quý vị cứ tiếp tục ghi danh. Nếu mà số lượng quá đông chúng tôi sẽ san sẻ ra thành một lớp mới. Nhưng mà cái ngày 22 tháng 9 nhân tiện đây chúng tôi cũng xin nhân dành ban điều hành của trung tâm kính mời toàn thể quý vị đến dự cái lễ ra mắt trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật giáo tại lúc 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Vâng. Thứ bảy. Hay là 1:45 chị hả? Dạ, cũng 1:45. 1:45 cái ngày với thi 1:45. Dạ vâng. Dạ, ngày 22 thứ bảy. Dạ vâng. Trước khi phát giải cho các em. À, là sẽ có buổi ra mắt trung tâm sinh hoạt cộng đồng điều ngữ. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn quý cô rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, mọi chi tiết xin quý vị hãy liên lạc ngay cho trung tâm sinh hoạt cộng đồng điều ngữ. Mỗi ngày như vậy đều có quý cô phụ trách để mà giúp cho tất cả quý vị có thể ghi danh một cách dễ dàng nhất, phải không thưa cô? Xin cho một cái số, một hai số điện thoại để quý vị có thể gọi vào. Dạ vâng. Và mọi chi tiết thì quý vị quý cô có số phone hay Tuyết Nha đang có số phone đây. Vâng, dạ, dạ. Tuyết Nha. Đó là Dược sĩ Vũ Bội Tú 714-612-0965 hoặc là Đạo hữu Mai Tuyết An 714-804-7871, Dược sĩ là Việt Nga 714-845-9286, Huynh trưởng Kim Cúc là 714-487-8831 và Đạo hữu Trần Lệ Nương 714-270-0934. Mong rằng quý khán giả sẽ tiếp tục để ghi danh và đồng hành cũng như ủng hộ nhiều hơn nữa cho trung tâm sinh hoạt cộng đồng điều ngữ để chúng ta có thể chia sẻ những sự an lạc từ thân cho đến tâm với tất cả mọi người xung quanh cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng của chúng ta để phát triển hơn nữa trong tương lai. Một lần trong nữa, tương lai mình còn lớp cắm hoa, làm bánh này kia phải không ạ? Nấu ăn, cơm chay đó, và lớp computer. Dạ vâng. Xin cảm ơn giáo sư Vân Bằng và giám và Tuyết Nha cũng xin cảm ơn cô Mai Tuyết An rất là nhiều đã để thời gian quý báu đến với đài ngày hôm nay ạ. Cảm ơn em. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài ABC. Kính chào khán thính giả của đài ABC. Dạ vâng, xin cảm ơn quý cô và kính chúc cho tất cả quý vị thật nhiều an lạc và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý khán giả tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng điều ngữ.